Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái định lý trong cái quan hệ song song của hình mặt phẳng. Thì cái nội dung định lý như sau bạn. Bây giờ mình cho hai góc XOY và góc X phẩy OY phẩy, hai góc. Nếu mà dùng ký hiệu toán học hết thì chỗ này dùng dấu chấm phẩy đây. Thì bạn biết rằng á, cái mỗi góc á là được tạo bởi hai tia. Hình dung mọi góc được tạo bởi hai tia đó bạn, mọi góc được tạo thì chỗ này là cái góc, thì cái góc XOY á nó được tạo bởi tia OX đó bạn, tia OX và tia OY. Còn bên này á thì được tạo bởi tia OX phải và tia OY phải. Bây giờ mỗi tia của các góc các bạn nó tương ứng song song cùng chiều với nhau, tức là OX, cái tia OX của góc này nè, OX của góc này song song cùng chiều với tia OX phải của góc thứ hai. Rồi tia OY của góc thứ nhất song song cùng chiều với tia OY, O phẩy, Y phẩy của góc thứ hai. Thì người ta hỏi như vậy, với những cái điều kiện này bạn, với những điều kiện này thì điều gì xảy ra? Điều gì sẽ xảy ra bạn? Điều gì sẽ xảy ra với hai góc này? Bây giờ mình sẽ vẽ hình. Giờ góc thứ nhất đó bạn là X, O, X, O, A, đúng không? X, O, A, góc thứ nhất. Còn góc thứ hai á thì bạn ấy là các tia của nó, các tia tạo bởi góc thứ hai nó phải song song cùng chiều với các tia tương ứng với bạn tạo bởi góc thứ nhất, tức là OX. Đây. Ví dụ O phải, X phải. Bạn thấy không? O phải, X phải song song cùng chiều với OX, cùng chiều bạn. Tức là chiều từ trái qua phải. Chứ còn ngược chiều là vẽ ngược lại nữa bạn. Rồi, O phải, Y phải song song cùng chiều. Song song cùng chiều. Đây, song song cùng chiều với OY. Thì người ta hỏi á là điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra với hai góc này? So sánh hai góc này bạn. Thế giờ mình sẽ đi tìm kết quả. Thế giờ bạn biết rằng á, cái O phẩy Y phẩy á chắc chắn nó không bao giờ song song OX được, đúng không bạn? Chắc chắn nó không bao giờ song song OX được. Là vì nếu như mà O phẩy Y phẩy mà cũng song song với OX đó bạn, thì quan điểm O, bạn thấy không? Điều đầu tiên là mình muốn nhấn mạnh á là gì? O phẩy Y phẩy chắc chắn không thể song song với OX. Chắc chắn bạn. Vì sao? Vì nếu O phẩy Y phẩy mà song song với OX á thì suy ra qua điểm O phẩy có tới hai ông là O phẩy Y phẩy và O phẩy X phẩy, mà hai ông này là phân biệt bạn, cùng song song với OX. Điều này với trái với Euclid bạn, trái với tiền đề Euclid, đúng không bạn? Trái với tiền đề Euclid. Nên chắc chắn một điều là O phẩy Y phẩy không thể song song với OX. Mà nếu không song song thì chúng sẽ cắt nhau. Nên mình sẽ gọi M là giao điểm của O phẩy Y phẩy và OX, đúng không bạn? Mình sẽ gọi M như vậy, nó sẽ cắt vào đây. Mình sẽ gọi M, nó sẽ cắt vào đây. Đây là điểm cắt đó bạn. Điểm cắt. Thì bây giờ bạn thấy là mình mới lập luận nha, để mình tìm cái kết quả. Thì cái vấn đề song song các bạn, thì bạn thấy nè, cái góc O nè, góc O này nó bằng góc, mình đặt tên là M này là M1 đây, M1. Thì bạn thấy nè, cái O nó bằng nhau bạn, là vì vị trí vậy sao đi trong và sống song song. Thì bạn thấy nha, bạn thấy nè, cái OX 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 bạn nhìn cách mình trình bày,
song song với O phẩy Y phẩy. Rồi góc O và M1, góc O và M1 các bạn thì ở vị trí so lé trong. Từ hai yếu tố này mình mới suy ra O bằng M, O bằng M1 bạn. À, O bằng M1, đúng không bạn? Đó là ý thứ nhất. À, ở đây mình nhấn mạnh nha bạn, có nhiều bạn học sinh lập luận rằng á, vì O và M1 ở vị trí so lé trong nên chúng bằng nhau là sai. Tuyệt đối là sai nha bạn. Cái O và M1 ở vị trí so lé trong á, nó chỉ là tên gọi thôi. Không phải cứ so lé trong là bằng nhau. Bạn xem những cái video trước của mình sẽ bạn sẽ thấy vị trí so lé trong phải đi kèm với song song. Vị trí so lé trong phải đi kèm với song song thì chúng mới bằng nhau, chứ không phải chứ một cái điều kiện so lé trong không thể dẫn tới bằng nhau bạn. Và bây giờ bạn thấy không, yếu tố là O phẩy Y phẩy nè, đường này nè, và cái đường này song song đúng không bạn, rồi đường thứ ba cắt nó nè. À, thì so lé trong là bên trong của hai đường, bên trong của hai đường ban đầu các bạn, bên trong của O Y và O phẩy Y phẩy chính là góc O này và góc M1, đó là so lé trong, bạn thấy chưa, mà lại song song dẫn tới bằng nhau. À, đợi tiếp tục tương tự như vậy bạn. Bây giờ bạn xét hai đường thẳng song song ban đầu sẽ là đường gì? À, là đường, bây giờ mình xét đường OX nè bạn, mình xét đường OX và đường O phẩy X phẩy thì mình thấy là OX nè, OX cũng song song với O phẩy X phẩy bạn, đúng không bạn? OX cũng song song với O phẩy X phẩy. À, bạn lưu nha, O phẩy X phẩy đây là hai đường ban đầu bạn. Bạn nên nhớ mình đã nhấn mạnh ở video đầu tiên rồi, muốn xuất hiện sa lê trong sa lê ngoài đồng vị trong phía ngoài phía bắc buộc phải có ba đường, trong đó hai đường thẳng ban đầu và đường thẳng thứ ba. Hai đường thẳng ban đầu và đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng ban đầu á, nó giúp cho bạn định vị được bên trong hay bên ngoài, còn cái đường thẳng thứ ba nó giúp cho bạn định vị là khác phía cùng phía nha bạn. Thì hai đường thẳng ban đầu là bạn là OX và O phẩy X phẩy, còn đường thẳng thứ ba chính là O phẩy Y phẩy bạn, các bạn. Vậy thì bên trong của OX và O phẩy X phẩy chính là M1 và góc O phẩy bạn. À, M1 và O phẩy. Còn bên trong của hai đường ban đầu á là M1 với O phẩy, đúng không bạn? Còn cái đường thứ ba O phẩy Y phẩy nó giúp bạn xác định cùng phía khác phía, thì lúc này M1 với O phẩy là khác phía nên nó là bên trong mà khác phía, gọi là so lé trong bạn. À, và M1 và O phẩy, O phẩy và M1, góc O phẩy và M1 là so lé trong. À, vậy thì vừa so lé trong vừa có song song thì dẫn tới hai góc này bằng nhau bạn. À, đó. Vậy thì từ đây bạn, từ đây dẫn tới gì? Hai yếu tố này bạn, hai yếu tố này là hai góc O và góc O phẩy cùng bằng M1 dẫn tới góc O bằng góc O phẩy. À, như vậy chúng ta có một cái kết luận là hai góc này bằng nhau bạn. À, mình xóa đây, mình có kết luận là góc OX OE bằng góc X phải O phải A Y phải. À, như vậy ta kết thúc cái nội dung định lý. À, chúng ta có cái nội dung định lý. À, về với mẹ chế. À, vậy thì bây giờ mình nói là cái nội dung định lý bạn. Nếu như bạn có hai góc và các cạnh tương ứng của hai góc là đôi một song song mà phải cùng chiều nha bạn, thì hai góc ấy bằng nhau. À, đây là nội dung định lý. Mình kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Nước nào?